Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái app kiếm tiền mới, đó là Mopfin. Mopfin. Các bạn cài đặt cùng mình nhé. Phần mềm này do Geo One New nào chúng ta mở ra này. Khi chúng ta mở ra thì chúng ta phải đăng nhập tài khoản, đăng nhập bằng Facebook nhé. Vâng, từ đây thì chúng ta bắt đầu vào tiếp theo. Chúng ta nhập mã QR giới thiệu của bất kỳ ai thì chúng ta có 2.000 luôn. Vâng, thế là chúng ta có 2.000 đồng. Rồi cập nhật. Thế chúng ta đã có tiền. Chúng ta kích vào làm. Chúng ta làm. Chúng ta nhiệm vụ những cặp đôi có gia đình và cả F3 Mopfin nghe nhé. Bạn có gia đình chưa? Có rồi, thì mình ấn vào có rồi thôi. Sẽ có nhiệm vụ sự kiện xuất hiện ở quanh bạn. Bạn ở đâu? Mình ở đấy. Bạn sinh năm bao nhiêu thì mình sinh 1990. Mình ấn tiếp tục. Gửi mail cho qua mình và gửi email. Cảm ơn Nguyễn Quyết, bạn đã có 3.000 đã thuộc về bạn và hãy khám phá Mofin nhé. Kiếm tiền thì chúng ta ấn vào kiếm tiền. Đây chúng ta đã có 3.000. Thật là chúng ta đã có 3.000. Và đây là mã giới thiệu của chúng ta này. Mã giới thiệu là MABQ3T. Đây là mã giới thiệu. Khi chúng ta rủ rê bạn bè thì chúng ta có 2.000 trong tài khoản. Chúng ta kích vào. Giới hạn 100 người sử dụng mã code. Thì chúng ta chia sẻ. Thế lại chia sẻ. Chúng ta sẽ Facebook. Đây chúng ta ghi nha. Các bạn hãy tải ứng dụng Mophie Fin để kiếm 100.000 tiền thẻ cao.
Các bạn làm nghề để sửa điện thoại thì có rất nhiều máy điện thoại hoặc bán, thì chúng ta sẽ giới thiệu luôn cái mã Core này cho khách hàng của mình, thì chúng ta sẽ được tiền trực tiếp từ khách hàng. Thì chúng ta vừa giúp khách hàng kiếm những thẻ cào, chúng ta kích vào nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ đăng hình. Vâng, xin chào. Chúng ta lại tiếp tục với ứng dụng Mofin để kiếm tiền. Thì ngoài ngoài cái kiếm tiền bằng đây các bạn kéo sang này để tắt đi. Thì ở đây mình có số 4 có 40 đồng, mỗi một trang là có 10 đồng, thì các bạn khi vừa đọc báo thì các bạn sẽ được tiền. Đó là cách đọc báo kiếm tiền. Đây là đọc tin này. Trong này có rất nhiều tin nóng này. Đây là thấy bạn khỉ vùng vẫy bị điện giật gống vào cứu những kết thúc cả hai cùng thiệt mạng. Đây là tình bạn của ngỗng và chú khỉ. Các bạn vừa đọc tin vừa được tiền. Dễ vãi. Đúng không? Các bạn vừa đọc tin vừa được tiền. Việc Nương Hoàng Anh Tố Kim Tuyến chèo kéo chồng mình. Chung nhiều tin cũng đấy, các bạn được 60 đồng. Đây việc thực hiện gửi ảnh này. Mình cũng gửi. Ô, cái kia cái chai kia cơ. Đúng không? Kẻ nó đi. 10.000 đổi quả. À, đây có đổi quả này. À, có dữ liệu gì? Đặc biệt có 200.000 cái cáp điện thoại này. Bạn không đủ tiền để đổi đọc tin tức để thêm tiền. Đấy. Thì các bạn cứ kéo nhảy xuống là được tiền. À, phải kích vào đã. Đấy, nha. 15 giây các bạn được tiền rồi. Vừa được cập nhật tin tức, vừa được tiền. Đấy. Cực kỳ là hot luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế các bạn có 10 đồng. Như này các bạn cứ chơi bình thường thôi là cũng có tiền thôi, đúng không? Thì các bạn kiếm dần nha. Thì mình sẽ tạm biệt các bạn ở đây. Các bạn nhớ cài vào thì mình sẽ đọc lại cái mã giới thiệu là MAPQ3T. Đấy, các bạn sẽ được tiền từ đấy. Mình đã được 3.000 Blue Boeing. Vâng, xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công và kiếm được nhiều tiền mới ứng dụng Mofin. Xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ. Nhớ là chia sẻ ứng dụng này cho mọi người cùng kiếm tiền nhé.